Theo đó, vào lúc 13 giờ ngày 8 tháng 2, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk về một gia đình ở thôn 14 xã Ea Tiêu huyện Chư Quynh có tiếp xúc gần với ca mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Ngay sau đó, ngành y tế huyện Chư Quynh đã nhanh chóng điều tra, giám sát tình hình dịch tễ. Kết quả xác định 3 trường hợp F1 là gia đình chị V 28 tuổi, chồng là anh G 27 tuổi và con là P 1 tuổi. Đây là 3 trường hợp hàng xóm của anh N, người đã mắc COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh N đã tiếp xúc gần với hai vợ chồng và có ôm hôn bé B. Trước đó, tối ngày 5 tháng 2, gia đình chị V lên xe khách tại chợ Bình Triệu về nhà lúc 5 giờ ngày 6 tháng 2. Từ ngày 6 tháng 2 đến nay, đã tiếp xúc với 38 người tại thôn 14 xã Ea Tiêu và hẻm 128 đường Y Vang, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Ngoài ra, gia đình này còn tới một số địa điểm công cộng. Hiện ngành chức năng đã truy vết thần tốc và đã xác định được danh tính, địa chỉ hàng chục người đi cùng chuyến xe khách từ thành phố Hồ Chí Minh về Đắk Lắk. Theo Trung tâm Y tế huyện Chư Quynh, hiện sức khỏe 3 người trong gia đình đều bình thường, không có biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở. Ngay sau khi xác định là F1, cơ quan chức năng đã đưa gia đình tới cách ly tập trung tại trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên ở phường E Tam, thành phố Buôn Ma Thuột. Và đến hôm nay, ngày 9 tháng 2, sẽ có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với 3 trường hợp nêu trên. Hiện tỉnh Đắk Lắk chưa ghi nhận trường hợp mắc COVID-19, tuy nhiên cơ quan chức năng cũng đã tiến hành cách ly hàng ngàn người để phòng chống dịch COVID-19.